Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Ford Territory Một mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao Được lắp ráp tại Việt Nam Hôm nay là những ngày cuối tháng 9 Thì em xin phép cập nhật cho anh em về chính sách bán hàng Của từng phiên bản Ford Territory Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này Và những anh em đang có nhu cầu mua một mẫu xe gầm cao 5 chỗ Trong cái tầm tiền từ hơn 700 cho đến khoảng 900 triệu Chưa tính giá xe ra bị số thì anh em xem video để có những cơ sở từ đó thì anh em đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp với mục đích của mình và gia đình và mời anh em cùng xem chi tiết Mẫu xe Ford Territory có tất cả là 4 phiên bản tại thời điểm này Phiên bản thấp nhất đó là bản Chen Phiên bản thứ hai đó là bản Titanium Phiên bản thứ ba đó là bản Sport Và phiên bản thứ tư đó là bản Titanium X trên thị trường, Territory cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sau Mazda CX-5, Kia Sportage và Hyundai Tucson. Hyundai Tucson thì chuẩn bị ra mắt bản facelift. Tất cả những mẫu xe em vừa kể trên đều là xe nắp sáp và đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn. Chính sách bán hàng hiện tại của các phiên bản Ford Territory, anh em vẫn đang được hỗ trợ giảm rất nhiều tiền mặt, khoảng hơn 50 triệu tính từ giá niêm yết trừ thẳng vào giá xe cho anh em. Đồng thời, giá xe ra biển số 5 bánh thì anh em lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn nữa và giá bán thời điểm cuối tháng 9 này so với thời điểm giữa tháng 9 thì có phiên bản sport có thay đổi đôi chút em sẽ cập nhật cụ thể ở phần tiếp theo video và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc ford territory phiên bản gen phiên bản thấp nhất em xin phép đi thẳng vào chính sách bán hàng luôn còn anh em nào mà quan tâm đến thông số kỹ thuật của xe thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em em có để số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình nhân viên bên em sẽ gửi cho anh em thông số kỹ thuật để anh em tham khảo For Territory phiên bản Chen có giá niêm yết là 799 triệu và chính sách bán hàng cuối tháng 9 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm tiền mặt, giá bán vẫn ổn định ở mức 744 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định ở mức 757 triệu. Và cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh còn có cơ chế tặng thêm phụ kiện cho anh em nữa. Còn cơ sở Hà Nội thì anh em được tặng thêm một gói phụ kiện cơ bản thôi. Với giá bán trên, giá xe ta biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp từ số tiền ban đầu cho đến gốc lãi hàng tháng, em đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 814 triệu và cần trả trước 181 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì bây giờ chỉ còn có 6% thôi, ra biển số sẽ là 794 triệu, cần trả trước 162 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì bây giờ còn 5%, ra biển số sẽ là 786 triệu và cần trả trước 154 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 819 triệu và cần trả trước 175 triệu các tỉnh miền Nam dựa vào giá bán tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì ra biển số sẽ là 799 triệu và cần trả trước 156 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 632 triệu tại cơ sở Hà Nội, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, giá bán cao hơn nên anh em vay được cao hơn và cụ thể anh em vay được tối đa là 643 triệu. Trong thời gian vay 8 năm cùng với gói vay 632 triệu thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,3 triệu phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Territory phiên bản Titanium giá niêm yết là 889 triệu và tại cơ sở Hà nội hỗ trợ giảm tiền mặt giá bán cho anh em là 834 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 842 triệu ngoài ra vẫn còn cơ chế tặng thêm phụ kiện cho anh em nữa với giá bán như trên giá sẽ ra biển số 5 bánh và những thông tin trả góp em tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 909 triệu cần trả trước 200 triệu các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 889 triệu và cần trả trước 181 triệu Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 881 triệu Và cần trả trước 172 triệu Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 908 triệu Và cần trả trước 192 triệu Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 889 triệu Và cần trả trước 173 triệu Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 708 triệu Trong thời gian vay 8 năm góp lại tháng đầu tiên Anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11,6 triệu Phiên bản tiếp theo em cập nhật cho anh em, phiên bản này vừa mới được ra mắt, đó là chiếc Territory phiên bản Sport. Giá niêm yết của phiên bản này là 909 triệu. Tại cơ sở Hà nội ngày cuối tháng 9 này, hỗ trợ giảm tiền mặt giá bán cho anh em còn 854 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán thì còn 862 triệu. Như vậy cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được tiền mặt so với thời điểm giữa tháng. Với giá bán nguyên xe như trên, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em đã cập nhật cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 930 triệu, cần trả trước 204 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 911 triệu, cần trả trước 185 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 902 triệu, cần trả trước 176 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 929 triệu và cần trả trước 196 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 910 triệu và cần trả trước 177 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 725 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11,9 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Territory phiên bản Titanium X. Giá niêm yết là 929 triệu. Chính sách bán hàng thời điểm cuối tháng 9 vẫn đang ổn định, không có gì thay đổi so với thời điểm giữa tháng cả. Cụ thể tại cơ sở nội, hỗ trợ giảm tiền mặt giá bán chỉ còn 874 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, giá bán chỉ còn có 873 triệu thôi với giá bán này giá sẽ ra biển số Nam bánh cùng với những thông tin trả góp em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 951 triệu cần trả trước 208 triệu các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 932 triệu cần trả trước 189 triệu các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 923 triệu cần trả trước 180 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 941 triệu cần trả trước 199 triệu và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 922 triệu và cần trả trước 180 triệu như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 742 triệu trong thời gian vay 8 năm. Góp lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 12,1 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em lưu ý, giá xe ra biển số 5 bánh em tính cho anh em của tất cả các phiên bản Ford Territory trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem trên màn hình. Còn anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân bỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc và anh em có nhu cầu quan tâm đến hai khoản chi phí này thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em báo giá cụ thể cho từng phiên bản như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản for territory thời điểm những ngày cuối tháng 9. hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em